chị đến sự kiện thì chị còn thấy khá là hân hoan và chị thấy choáng ngợp trước không khí này, và có khá nhiều sản phẩm khiến chị cảm thấy thích thú. Mình cảm thấy rất là vui. Mình cảm thấy rất là nhiều sản phẩm, có những sản phẩm mình dùng qua rồi cảm thấy rất là thích ấy. Mình thấy có những dòng toner dưỡng da và một số sản phẩm như là sữa tắm các thứ là mình cảm thấy khá là phù hợp.